Ngọc Trinh vướng nghi vấn hẹn hò một nhân vật quen mặt, người trong cuộc chính thức lên tiếng. Thời gian gần đây, Ngọc Trinh liên tục xuất hiện bên cạnh một nhân vật quen mặt. Sở hữu body nóng bỏng, tính cách thẳng thắn, Ngọc Trinh vẫn là cái tên duy trì sức hút và độ ảnh hưởng tại làng giải trí Việt. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm đời tư của nữ nghệ sĩ cũng trở thành chủ đề được đông đảo người hâm mộ quan tâm. Trong những ngày gần đây, Ngọc Trinh thường xuyên xuất hiện bên một người đàn ông quen mặt. Nữ hoàng nội y còn thoải mái công khai loạt khoảnh khắc cả hai ăn tối cùng nhau trên trang cá nhân. Theo đó, người đàn ông này chính là Cao Hữu Thịnh, bác sĩ hiếm muộn đang phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội. Không những vậy, nam bác sĩ này từng xảy ra ồn ào với bà Nhân Vlog, YouTuber người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản. Sự gắn bó, liên tục của Ngọc Trinh và bác sĩ Cao Hữu Thịnh trong khoảng thời gian gần đây khiến dân tình đặt ra nhiều nghi vấn về mối quan hệ của cả hai. Tin đồn cặp đôi đang hẹn hò cũng bắt đầu được nhắc đến nhiều. Trước sự bàn tán của công chúng, đích thân người trong cuộc đã chính thức lên tiếng. Bác sĩ Cao Hữu Thịnh cho biết, tôi và Ngọc Trinh hiện chỉ là bạn bè tốt, chơi vô tư với nhau thôi. Mà cả hai đều độc thân nên nếu sau này có yêu thương nhau, đến với nhau cũng không có gì sai. Con người không ai hoàn hảo, ai cũng có cái tốt, cái xấu cả. Nếu là bạn tốt thì mình nhìn cái tốt, chọn cái tốt của nhau để chơi vậy thôi. Nam bác sĩ còn dành nhiều lời ca ngợi, tán dương Ngọc Trinh. Không những vậy, bác sĩ Cao Hữu Thịnh còn thẳng thắn phủ nhận chuyện cả hai chơi với nhau vì vấn đề tiền bạc. Ngọc Trinh phải công nhận bà đẹp, giỏi, làm việc rất siêng năng và giàu có, không ai tự nhiên mà giàu được đâu, ai trải qua rồi mới hiểu được. Để thành công và giàu từ bàn tay trắng thì phải làm việc ngày đêm, tất cả như thế nào mọi người. Nói về giàu thì mình và Ngọc Trinh chưa biết ai giàu hơn đâu. Nên hai đứa chơi rất vui vẻ, vô tư, không có suy nghĩ chuyện tiền bạc hay đại gia chân dài gì ở đây hết. Giúp nhau được gì là mình giúp hết, tính mình vậy. Không phải Ngọc Trinh và bất kỳ người nào cần mình giúp mình cũng luôn hết lòng, bác sĩ Cao Hữu Thịnh nói. Hiện tại, phía Ngọc Trinh vẫn giữ im lặng, chưa đưa ra phản hồi xoay quanh câu chuyện này.